Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái bảng chữ cái như thế này. Cái mẫu chữ cái này mình có thể trang trí lên nhiều sản phẩm khác nhau. Thì ở đây mình có show cho các bạn xem một vài mẫu mình có trang trí chữ lên trên sản phẩm của mình nè. Các bạn có thể trang trí lên nón, yếm hoặc là váy đầm tùy thích ha. Mình sẽ có hai mẫu bảng chữ cái ha, bảng chữ cái tiếng Anh và bảng chữ cái tiếng Việt. Thì mình sẽ hướng dẫn gộp chung hai mẫu bảng chữ cái này lại. Đối với hai mẫu bảng chữ cái này á thì nó sẽ có một số điểm khác nhau. Trong cái bảng chữ cái tiếng Việt của mình á thì nó sẽ có một số chữ có dấu và có thanh điệu. Ví dụ như là chữ á nè, chữ ớ, chữ ư, chữ ê, chữ đờ, chữ ô và chữ ơ. Kèm các cái dấu thanh điệu như thế này ha, có 5 dấu thanh điệu. Còn đối với bảng chữ tiếng Anh thì mình sẽ có chữ G nè, chữ F và một số chữ cái như là chữ Z và chữ W. Thì mình sẽ gộp chung lại thành một bảng chữ cái như thế này và sẽ chia ra thành nhiều màu. Thì các cái màu mà mình có hướng dẫn ở đây nó sẽ có cùng hoặc là gần giống cái cách móc với nhau. Để tiện cho việc rút ngắn thời gian của clip cũng như là các bạn có thể theo dõi được các cái mũi móc ở đây nè, thì mình sẽ chia ra thành nhiều màu ha. Mình sẽ hướng dẫn từng hàng móc. Hàng móc đầu tiên á thì nó sẽ được kết hợp bởi những cái đường thẳng và một số đường cong để mình tạo cái đường thẳng đối diện nè. Đây nó cũng tương tự như chữ G và chữ L ha. Ở các chữ cái của hàng móc thứ hai thì nó sẽ được ghép bởi những cái đường thẳng với nhau. Đây các cái đường thẳng của mình nó sẽ được ghép lại với nhau. Hàng móc chữ màu vàng ở bên dưới thì nó sẽ được ghép bởi các cái đường thẳng và đường cong nè. Đây, đường thẳng và đường cong. Còn ở hàng móc thứ tư thì nó sẽ được ghép lại thành những cái đường cong với nhau. Đây, nó sẽ tạo cái đường cong như thế này. Và hàng móc cuối cùng là hàng móc có nhiều đường ghép lại với nhau ha. Đây, nó sẽ không có liên quan, nó sẽ không có các cái đường móc giống nhau như các cái hàng bên trên thì nó sẽ riêng lẻ là một clip. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái hàng móc đầu tiên ở trên này ha. Thì đối với chữ của mình á, chiều cao của chữ nó sẽ nằm trong tầm khoảng 3 cho đến 3,5 cm. Và bề rộng của chữ của mình, đây, bề rộng này nó sẽ nằm trong tầm khoảng 2,5 cho đến 3 cm ha. Đối với những chữ to, ví dụ như chữ M hoặc là chữ W á, thì mình sẽ nằm trong tầm khoảng 3,5 cm. Thì các bạn có thể dựa vào số đo này trang trí cho sản phẩm của mình để phù hợp với việc trang trí hơn ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái hàng đầu tiên. Để cho mẫu chữ của mình được chắc chắn hơn thì mình dùng kim hai đầu. Ở đây mình dùng đầu số 4. Và len mình sử dụng đó là len miêu cô tông ha. Ở đây mình dùng miêu cô tông của 125g để móc. Hoặc là nếu không có cái mẫu kim này, các bạn cũng có thể so sánh cho mình cái đầu kim với cái sợi len. Thì đầu kim của mình nó sẽ có cái độ dày nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len. Thì cái sản phẩm của mình lên nó sẽ được chắc chắn hơn ha. Cái đường móc nó sẽ rõ ràng hơn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đi vào chi tiết hàng móc đầu tiên. Ở cái hàng chữ đầu tiên của mình bao gồm có các chữ cái như sau. Chữ A, Á, Ớ. Chữ V, chữ U và chữ Ư, kèm chữ L và chữ G ha. Chữ G là chữ trong bảng chữ cái tiếng Anh nè. Và chữ Á, Ớ, Ư là trong bảng chữ cái tiếng Việt nha. Thì mình sẽ hướng dẫn chữ A trước. Đầu tiên sẽ tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Đối với chữ A thì các bạn sẽ móc lên cho mình một dây móc xích dài 16 mũi móc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16. Khi đã có được 16 mũi móc xích rồi thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích và đâm vào chân móc thứ 16, móc vào đó một mũi móc đơn. Khi được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi
tiếp tục cho mình 6 chân kế tiếp, mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc, tức là ta sẽ có 7 mũi móc đơn đầu tiên cho 7 chân móc ha. Móc đơn thứ hai nè, tiếp tục mũi móc đơn thứ ba cho chân móc thứ ba, mũi móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm cho chân móc thứ năm, móc đơn thứ sáu và mũi móc đơn thứ bảy. Sau khi đã có được 7 mũi móc đơn vào 7 chân móc đầu tiên rồi thì ta sẽ có được cái cạnh đầu tiên của chữ A. Thì chân móc kế tiếp thứ 8 và thứ 9 á, mỗi chân ta sẽ móc vào đó 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Chân thứ 8 2 mũi nè. 1 và 2. Di chuyển kim đến chân móc thứ 9 và cũng móc vào đó 2 mũi móc đơn. Móc đơn thứ nhất và móc đơn thứ hai. Như vậy là ở cái đỉnh nhọn này mình sẽ tạo ra được một cái đường cong để mình móc tiếp cái cạnh còn lại ha. Ta sẽ còn lại 7 chân móc, các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Mũi thứ hai nè. Tiếp tục mũi móc đơn thứ ba. Khi móc các cái mũi móc cuối cùng ở đây nè, các bạn cũng móc dấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha, để ta cắt len không phải dấu len nhiều nè. Đây, dấu vào trong mũi móc. Ta được mũi móc đơn thứ tư nè. Tiếp tục mũi móc đơn thứ năm. Mũi móc đơn thứ sáu. Và mũi móc đơn thứ bảy. Sau khi đã kết thúc cái hàng móc của mình thì cái chữ A của mình dần hoàn tất ha. Các bạn tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào cái chân móc ta móc mũi móc đơn cuối cùng á, móc vào đó một mũi dời. Gây nên một xích, kéo vào cắt len. Dấu sợi len thừa vào trong mũi móc ha. Thì lúc này khung ngoài của chữ A mình hoàn tất, ta sẽ còn một đường ngang ở chính giữa nữa để hoàn tất được chữ A. Thì cái đường ngang bên trong này các bạn sẽ đếm ngược lên cho mình từ cái điểm dưới, cái chân dưới này nè, đếm ngược lên cho mình đến chân móc thứ tư ha. Đây, đếm ngược lên chân móc thứ tư nè. 1 1 nè, 2, 3 và 4. Đâm kim vào chân móc thứ tư này ha. Đưa sợi len ra phía sau hàng móc. Kéo sợi len qua chân móc. Sau đó từ đây sẽ gây nên 3 mũi xích. 1 2 và 3. Được 3 mũi xích như thế này rồi thì cái đầu bên cạnh các bạn cũng tương tự ha, đếm cho mình từ dưới lên trên đến cái chân móc thứ tư nè. Đây, 1 2 3 và 4, đâm kim vào cái chân móc này. Nhưng lưu ý khi đâm kim các bạn sẽ tiến hành đưa cho mình cái mũi móc này lên trên. Đây, hoặc là kéo cho mình cái sợi len xuống phía dưới. Ta sẽ đâm kim vào chân móc thứ tư ha. Và móc vào chân móc thứ tư này một mũi dời. Kéo dài sợi len và cắt len. Lúc này cái sợi len thừa của mình nó đang nằm ở bên trên mặt phải của hàng móc thì ta tiến hành dùng kim đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mà mình vừa móc mũi dời cuối cùng á. Kéo cái sợi len thừa này ra phía sau. Ở mặt trái của sản phẩm thì tiến hành giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc thì mình sẽ hoàn tất được một mẫu chữ A như thế này. Thì mẫu chữ của mình các bạn có thể dùng keo nến hoặc là kim khâu, mình khâu vào trong sản phẩm của mình ha. Ở đây mình dùng keo nến, sau đó mình dán cái sản phẩm của mình vào trong nè, vào trong cái sản phẩm mà mình vừa hoàn tất á. Đây thì mình sẽ hoàn tất được chữ A. Còn đối với chữ Á và chữ Ớ là điểm khác biệt ở bảng chữ cái tiếng Việt á, thì nó sẽ khác nhau ở cái dấu. Nó sẽ móc giống nhau ở cái chữ A ha, và khác nhau ở dấu nè. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc dấu này. Đầu tiên thì ta cũng tạo một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn nè, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Sau đó từ đây móc lên 4 mũi móc xích.
1, 2, 3 và 4. Khi có được 4 mũi móc xích rồi, tiếp tục móc lên 1 mũi móc xích. Thì phần dấu mình sẽ sử dụng mũi dời ha. Đây, sẽ sử dụng mũi dời để cho cái đường dấu của mình nó có cái độ dày vừa phải. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào mũi móc xích thứ tư và móc vào đó một mũi dời. Ở chân móc xích thứ hai và thứ ba, mỗi chân móc mình sẽ móc vào đó hai mũi dời ha. Đây, chân thứ ba nè, móc vào đó hai mũi dời. Mũi dời thứ nhất nè. Sau đó tiếp tục đâm kim vào cái chân móc thứ ba đó và móc thêm một mũi dời nữa. Khi có hai mũi dời vào chân thứ ba rồi, tương tự giống như chân thứ hai, cũng móc cho mình vào đó hai mũi dời. Mũi dời thứ nhất nè. Tiếp tục mũi dời thứ hai. Ta sẽ còn lại chân móc cuối cùng, các bạn sẽ đâm kim vào chân cuối cùng này và móc vào đó một mũi dời. Sau đó lên một xích, kéo và cắt len. Ta sẽ giấu hai cái sợi len thừa này ra phía sau hàng móc ha. Sau đó cũng dùng keo nến hoặc kim khâu khâu cho mình cái dấu này lên phía trên chữ A. Thì cái dấu này khi các bạn lật úp lại lên chữ A thì nó sẽ thành chữ ớ nè. Còn khi ta lật ngửa cái dấu này lên chữ A thì nó sẽ ra chữ Á. Hai cái dấu này ta sẽ móc giống nhau ha. Lật úp lại thì được chữ ớ, còn ngửa ra thì ta sẽ được chữ Á nè. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong ba chữ cái A, Á và ớ. Tiếp tục chữ tiếp theo mà mình muốn hướng dẫn cho các bạn là chữ V, chữ U và chữ Ư. Thì ba cái chữ cái này nó cũng tương tự móc giống như cái chữ A. Đây chữ A của mình, nhưng mà nó sẽ không có cái đường gạch ở chính giữa thôi ha. Và nó chỉ khác một chút là ở cái điểm mà ta bắt đầu nối để ta tạo cái đường móc thứ hai. Thì ở chữ A, đây ở chữ A mình móc như thế này, thì ta sẽ có tổng cộng là 16 mũi móc cho cái đường móc chữ A này. Ta sẽ có hai cái mũi móc thứ 8 này nè. Mỗi chân mình sẽ móc hai mũi móc đơn vào mỗi chân nè. Đây hai cái chân móc này nè, mỗi chân sẽ là hai mũi ha. Còn hai bên cạnh của mình, mỗi cạnh sẽ là 7 mũi. Tương tự giống như chữ A thì chữ V các bạn cũng tạo cho mình hai cái cạnh ở hai bên bằng nhau và nó sẽ có 7 mũi móc. Đây ta sẽ có 7 mũi móc đơn cho mỗi cạnh ở hai bên như thế này. Đây, hai cạnh hai bên sẽ có 7 mũi ha. Nó khác với chữ A ở cái điểm chính giữa này nè. Tức là chữ V mình gây nên 15 mũi xích. Nó khác với chữ A là mình gây nên 16 mũi xích. Thì các bạn lưu ý cho mình ở cái chữ V 15 mũi móc xích này lên. Thì ở cái mũi móc xích thứ 8 á, ta sẽ móc vào đó 4 mũi móc đơn. Thay vì là 2 mũi thành 4 mũi thì ở đây các bạn chỉ gây cho mình 1 mũi thành 4 mũi ở đây thôi nha. Để mình tạo cái độ nhọn cho chữ V của mình nè. Và cái cách móc thì nó cũng tương tự giống như cái chữ A á. Tiếp tục ở chữ U và chữ Ư thì các bạn cũng móc cho mình tương tự giống như chữ A. Nhưng mà ở đây nó cũng khác ở cái điểm mà ta bo lên để tạo cái cạnh còn lại. Ở chữ A mình sẽ có hai chân móc liên tiếp, mỗi chân sẽ là hai mũi móc đơn nè. Đây, hai cái chân này mỗi chân là một mũi móc đơn, nó sát nhau ha. Còn chữ U và chữ Ư các bạn sẽ tạo cho mình thêm một chân móc nằm chính giữa của hai chân đó. Thì hai cái chân móc mà mình khoanh tròn ở đây, mỗi chân cũng móc hai mũi móc đơn. Các chân còn lại thì mỗi chân là một mũi móc đơn nè. Và cái chân chính giữa này cũng móc cho mình một mũi móc đơn ha. Ta sẽ móc tương tự lần lượt giống như chữ A thì mình sẽ tạo khoảng cách giữa hai cái đường hai bên, nó sẽ là một cái chân móc ở chính giữa này nè. Ta sẽ tạo ra được chữ U và chữ Ư ha. Còn chữ Ư nó sẽ khác chữ U là nó có cái dấu ở đây. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái dấu này. Thì cái chữ U của mình nó sẽ hơn cái chữ A một mũi móc, tức là ta sẽ móc 17 mũi móc xích lên đầu tiên. Đây, chữ U hoặc chữ Ư sẽ là 17 mũi xích ha. Đầu tiên tạo cho mình một nút. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút nè. Để tạo chữ Ư á, cũng như chữ U thì móc lên 17 mũi xích nha. 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 và 17. Khi đã được 17 mũi móc xích liên tiếp ta tạo cái phần chữ U á thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc cho mình 7 chân móc đầu tiên nè. Mỗi chân ta sẽ có một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha, thì mình sẽ tạo ra cái cạnh đầu tiên. Móc đơn thứ nhất cho chân thứ nhất. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai cho chân móc thứ hai. Mũi móc đơn thứ ba nè. Mũi móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu cho chân thứ sáu. Và mũi móc đơn thứ bảy cho chân móc thứ bảy. Ta tạo được một cạnh đầu tiên của chữ U. Tiếp tục ba chân kế tiếp mình sẽ tạo cái cụm bên dưới này. Thì chân đầu tiên là chân móc thứ 8 á, móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc. Khi đã có được hai mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên thì cái chân móc kế bên nó sẽ là cái chân nằm chính giữa của hai cái mũi này nè, hai cái mũi mà ta khoanh tròn á, thì sẽ móc vào đó một mũi móc đơn tương tự như cái cạnh bên này ha. Tức là chân thứ 9 mình sẽ móc vào một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục chân bên cạnh sẽ là hai mũi móc đơn cùng một chân móc ha. Móc đơn thứ nhất nè. Tiếp tục móc đơn thứ hai. Như vậy là ta hoàn tất được cái cụm ở bên dưới tạo cái đường bo cong nè. Ta sẽ còn lại 7 chân móc cuối cùng và sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Các bạn cứ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng nhé. Ở các cái chân móc cuối cùng này khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc để tiện cho việc giấu len ha, ta không phải giấu len nhiều. Tiếp tục chân thứ 6 nè. Và chân thứ 7 là chân móc cuối cùng của cái cạnh này ha. Móc vào đó một mũi móc đơn. Ta sẽ hoàn tất được chữ U ha. Thì nó tương tự giống như cái chữ A này nè. Khi ta hoàn tất cái cạnh này thì các bạn sẽ móc lên một xích, sau đó đâm kim vào chân móc ta vừa móc mũi đơn cuối cùng á, móc vào đó một mũi dời, sau đó cắt len thì mình sẽ hoàn tất được chữ U. Còn đối với chữ Ư thì mình sẽ không kết mũi ở đây nữa nha, mà các bạn tiếp tục móc lên cho mình 4 mũi móc xích để mình tạo cái dấu nè. 1 2 3 và 4. Khi đã có được 4 mũi móc xích rồi thì tiếp tục các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích và ta sẽ sử dụng mũi dời cho cái phần dấu này ha. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên và móc vào đó một mũi dời. Chân móc thứ hai sẽ móc vào đó hai mũi dời. Mũi dời thứ nhất nè. Tiếp tục mũi dời thứ hai. Tương tự cho chân thứ ba cũng vậy, ta cũng móc vào đó hai mũi dời. 1 và 2. Còn lại một chân móc cuối cùng thì chân móc này sẽ móc vào một mũi dời thôi nhé. Sau khi ta đã dời được mũi móc đến chân móc cuối cùng thì ta sẽ tạo ra được một cái hình chữ Ư như thế này. Các bạn sẽ để ý cho mình cái chân móc mũi đơn cuối cùng của cái cạnh chữ Ư á, ta sẽ đâm kim vào đó và móc một mũi dời nè. Kéo và cắt len. Ở đây mình sẽ không chốt mũi nha, các bạn sẽ kéo sợi len dài ra và cắt len. Đây sẽ là mặt trái của cái hàng móc của mình nè, cắt cái sợi len thừa đi ha. Đây, ta sẽ hoàn tất được chữ Ư như thế này. Cái sợi len thừa mà mình chốt cuối cùng ở đây, nó sẽ nằm ở mặt trái của sản phẩm. Các bạn cũng giấu cho mình sợi len vào phía sau của các cái mũi móc ở đây. Và ta cũng dùng keo nến hoặc là kim khâu để khâu phần chữ này vào trong sản phẩm ha. Thì ta sẽ hoàn tất được chữ Ư nè. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn được 6 chữ cái. Còn hai chữ cái cùng với cái nét thẳng như thế này nữa, đó là chữ L và chữ G. Chữ G là trong bảng chữ cái tiếng Anh ha. Thì mình cũng hướng dẫn cho các bạn cái sơ đồ về móc chữ L cũng như chữ G này. Nó cũng tương tự giống như chữ U Ư á. Nhưng mà ta chỉ móc một đường thẳng thôi ha.
Ở đây mình có vẽ sơ đồ cho các bạn về chữ L nè. Thì đối với chữ L các bạn sẽ gây nên cho mình 11 mũi móc xích. Tức là ta chỉ tạo ra một nửa của hình chữ U thôi ha. Đây ta sẽ có một nửa như thế này. Thì 7 chân đầu tiên mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Đến cái chân mà mình khoanh tròn ở đây là chân thứ 8 á, các bạn sẽ móc vào cho mình 2 mũi móc đơn. Để ta tạo được cái độ cong như thế này. Thì lúc này mình sẽ còn lại 3 chân móc cuối cùng, 3 chân này mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì ta sẽ hoàn tất được chữ L như thế này ha, với 11 mũi móc xích. Còn đối với chữ G á, là cái chữ trong bảng chữ cái tiếng Anh thì các bạn sẽ móc ngược lại cho mình, tức là ta sẽ móc từ cái phần ngoặc phía dưới lên trên. Nó sẽ khác so với chữ L ha, ta sẽ móc mặt từ dưới lên trên nè. Thì ở đây mình cũng có vẽ sơ đồ cho các bạn về chữ G. Thì đối với chữ G này cũng gây cho mình 11 mũi móc xích. Và chữ G nó khác chữ L là ta sẽ móc từ cái đuôi ngoặc lên trên. Và từ 11 cái mũi móc xích này nè, các bạn sẽ gây cho mình 2 chân đầu tiên, mỗi chân là một mũi móc đơn. Thì ta sẽ có được cái ngoặc ở phía trên như thế này. Tiếp tục để tạo được cái đường cong để lên cái cạnh kế tiếp á, thì hai chân, chân móc thứ 3 và thứ 4, mình có khoanh tròn ở đây thì mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn. Thì ta sẽ có được cái phần ngoặc để lên cái cạnh còn lại. Lúc này cạnh còn lại sẽ còn 7 chân móc nè, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi ha. Thì ta sẽ có được 7 chân. Và mình sẽ hoàn tất được chữ G như thế này. Khi kết thúc chữ G thì cũng móc lên cho mình một xích, sau đó móc vào cái chân móc ta móc mũi móc đơn cuối cùng á, móc vào đó một mũi giờ thì mình sẽ kết thúc được mũi móc chữ G với 11 mũi xích như thế này ha. Hai chân đầu tiên một đơn, sau đó tiếp tục hai chân kế tiếp là hai mũi đơn và 7 chân còn lại sẽ là một mũi móc đơn ha. Ta sẽ có được chữ G với cái phần đuôi đi lên. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn được tất cả là 8 chữ cái ở hàng đầu tiên.